Thì chào các em, đây là anh Tài đây. Anh có thằng Nam trên Hà Nội, bọn nó một đứa học sinh của anh đó. Trên Hà Nội, chào bà con anh nè. Chào mọi người đang xem kênh của anh Tài. Ok, thì là anh đang nói chuyện đó trên cái điện thoại anh đó, xong nó thâu vô cái máy quay phim này luôn. Thì là anh mới nói cái vụ mà anh em mình đang nói vụ mà làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Dạ đúng rồi, người đàn ông mạnh mẽ. Ok, thì anh hỏi em á, là cái câu hỏi mà anh hỏi em á, mà nó khiến cho anh á, mà thâu lại cái bữa trò chuyện này đó không? Thì đó là em bảo rằng á, là anh hỏi em á, là cái khúc mà em nói rằng á, là masculine man á, là làm người, thì anh trên đài của anh á, thì anh chỉ biết á, là làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Hay là làm người đàn ông mà ốm yếu không? Thì anh nói, anh khuyên tụi em á, hết lâu nay rồi không, là mình nên làm người đàn ông mạnh mẽ không? Thì em cứ nói cái, em cứ nói là cái câu nói không, là cái người đàn ông mà masculine man không? Xong anh hỏi em á, là hey, cái chữ mà masculine man á, dịch lại tiếng Việt á, là làm sao? Ok, hey, hold up, ok. I'm recording a video. Yeah. Okay. Thì là anh hỏi em á, là cái mình dịch tiếng Việt là không, cái masculine man là gì đó. Rồi xong em nói rằng em nói sao? Em nói là ở tiếng Việt của mình á, nó khó dịch ra một cái từ đúng nghĩa như vậy lắm. Ví dụ như em tra trên Google dịch đi, nó dịch ra là đàn ông nam tính. Nam tính, không, cái đó không đúng. Không, không. Nên em cũng nó không có sát nghĩa. Em cũng nghĩ là mình có để cái từ masculine man, chứ em không biết dịch ra như thế nào cả. Như cái lý do mà anh nói rằng là cái người đàn ông mạnh mẽ đó không, là cái chữ masculine đó, bên tiếng Mỹ đó, là cái chữ masculine đó, là nó nam tính đi không, giống như người đàn ông á. Ok, còn mình nói với bông là nó như mình nói mấy cái đứa mà nó làm gì đó, mấy cái đứa mà nó muốn mà nó muốn tiếng gái đó, xong nó muốn thành tiếng gái đó, mấy đứa gì đó bè đúng không, mấy đứa bà đây là nó đàn ông nó thích đàn ông, hay là con gái nó thích con gái, mà này mấy đứa mà con trai mà nó muốn là nó chuyển giới. Đúng rồi, nó muốn thay đổi mà cái thế giới mà đàn ông qua đàn bà đó. Ok, thì bên Mỹ đó, thì cũng mà mình nói rằng là cái mấy đứa mà bên Thái Lan thì nó kêu là lady boy, đúng không, là mấy người cô mà cô trai á, không chỉ giờ tiếng Việt mình nó không, là cô cô trai á. Ok, là người cô á, mà con trai á, không, con trai mà mình phải xưng bằng cô á, hay là xưng bằng em á. Thì mấy đứa mà thay đổi mà thế giới gì đó không, thì á, là nó bên Mỹ á, bên Thái Lan với bên Việt Nam á, thì cũng đã thay đổi thế giới không, thì nó ít nhất nó cũng giống như đứa con gái. Còn bên Mỹ á, thì nó không giống như đứa con gái, tại không biết lý do tại sao mà cái dân tộc bên Mỹ đó, của bà miền Tây đó, có mà nó muốn làm mà thành con gái đó không, nó làm gì làm đó không, mình nhìn nó thấy giống như thằng trai à, người đàn ông rồi không. Thì á, là mình nhìn cái tướng đó, mình nói rằng á, là mấy đứa bên Thái Lan, mấy đứa mà lady boy bên Thái Lan đó, thì nó giống như con gái đi, mình nói nó giống như nó feminine, là giống như cái người mà nữ. Ok, còn mình nói nó hay cái mấy thằng bên Tây đó, có mà nó muốn nó thành con gái đó, nó giống như mà masculine quá, nó giống như người đàn ông quá. Ok, thì á, trong cái sử dụng đầu tiên đó của cái chữ masculine đó, phải không, thì á, là cái ý nghĩa của nó đó là nó giống cái hình ảnh của nó giống như con trai, giống như đàn ông hay giống như đàn bà. Cái hình ảnh đó, cái ý nghĩa của chữ masculine với feminine đó, là cái ý nghĩa đầu tiên đó, thường sử dụng nhất á, là cái hình ảnh đó, nó giống như con trai hay giống như con gái. Giống như con trai là đàn ông đó, ok, nam á hay là nữ á, thì có ý nghĩa sử dụng đầu tiên. Còn cách sử dụng cái chữ mà masculine với feminine, cái thứ hai đó là mình nói là cái người đó mạnh dạng hay là không, thấy không? Như mình em đi chơi với mấy bạn đi, hay xong đi đá banh hay là gì đi, rồi xong mình lỡ mà em có anh thằng mới trên phe của em á, mẹ nó bị đá mà mình lỡ mình đá trúng chân nó nhẹ thôi, đúng không, mẹ nó khóc lóc sùm hết trơn á, thì mình nói thằng đó mẹ nó feminine giống như gái vậy, không, vừa đụng nhẹ cái nó khóc liền à, yếu đuối. Ok, nó đúng rồi, nó yếu đuối, phải không, thì yếu đuối đó, phải không,
là cái mà anh nói trên mạng, trang mạng của anh á, trên đài của anh nói rằng là ốm yếu á, là cái yếu 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 đuối á, Yếu ok, đuối. yếu đuối, ok, là ý nói rằng là gì đó, ok, Dạ. tụi em đừng có quan tâm cái chữ anh xài, tụi em mới nhìn vô cái ý anh muốn nói là làm sao, ok, thì là đừng có quan tâm là anh nói cái chữ nó không đúng, em chỉ nhìn vô cái ý anh nói là anh Tài anh muốn nói cái ý anh nói là làm sao. Ok, tại hồi đó anh chưa đi học tiếng Việt đúng không, bởi nhiều chữ anh không biết đúng không, anh gắng gặn ra nói được cái ý đúng không thì tụi em nghe đúng không, còn mấy ông tào lao nó ưa vô đài của anh nó nói rằng là mà mẹ tiếng Việt nó không nói ra gì hết trơn, con bị đặt lên mạng chạy đề đúng không, thì là tụi em phải nhớ đúng không, cho mấy ông chó đẻ đúng không, thì nhớ nha. Ok, anh là cái thằng mà nói không rõ đi, mà anh cũng vẫn là cái thằng là triệu phú mà không có nói ra rõ, ok, còn mấy thằng nó nói ra rõ đúng không mà nó không làm triệu phú được đúng không, thì nó nói sao vậy. Cái này em cũng xem trong một cái video của Andrew Tate bảo là đối phó với cái sự đau buồn mất mát như thế nào, thì nó bảo đơn giản là một á là mày đau buồn mất mát nhưng mà mày thành công, còn hai là mày đi đau buồn mày mất mát nhưng mà mày Thì á là sẵn đây á, sẵn đó thì á, em mà cũng nói dụ đem ra cái tên của thằng mà Andrew Tate đó, ok, thì anh hỏi em á là làm sao em biết vụ thằng Andrew Tate, tại vì anh không có nói thấy người ta nói chuyện nhiều vụ nó bên mà Việt Nam đó không, thì á là em nói hai vấn đề mà nó khiến cho nó làm cái video một cái không, thì á là em nói rằng á là cái em giải nghĩa em dịch lại cái chữ mà masculine man á, nó khó bên tiếng Việt mình tại vì nó không có cái văn hóa đó, ok. Cả em thấy đó, ở góc nhìn em thấy thì không có cái văn hóa nó cụ thể, tại vì em từ lúc mà em lớn lên tới bây giờ, em 32 tuổi, thì trường lớp này, thầy cô hoặc là những người xung quanh mình, Hey, chú bác anh chị em để hey, đúng không? em nói chuyện sát vô cái mic một chút đi. Em nói chuyện sát vô cái điện thoại của em để cho nó lớn tiếng bên này để nó thầu vô cho nó dễ. Dạ, thì em nói lại ha, có nghĩa từ lúc em lớn lên tới giờ thì cái văn hóa về người đàn ông Không, mạnh mẽ, em nhất cầm thì cái được điện biết anh tài. em cầm cái điện thoại sát vô sát sát vô thêm. Đúng rồi Mình vậy. chưa biết họ. Trước khi em biết tới anh Tài á, là lúc em lớn lên thì không có ai nói rõ về cái văn hóa là người đàn ông mạnh mẽ như thế nào. Và tới lúc mà em biết anh Tài thì em thực sự là mới hiểu về cái văn hóa người đàn ông mạnh mẽ là như thế nào. Ok, rồi xong rồi cũng mà em nghe anh nói dù á mình làm người đàn ông mạnh mẽ đó, em thấy làm sao? Em thấy cái đó nó có lạ không, hay là em thấy cái đó nó làm sao mà em nói hồi đó giờ em chưa nghe đó bên Việt Nam, hay là em chưa thấy ai nói dù vấn đề đó. Xong cũng mà em nói em thấy anh nói như đó không, thì em trên đầu em cái ấn tượng đầu tiên của em á là nó cái suy nghĩ đầu tiên của em á nó suy nghĩ làm sao? Khi em nghe những cái bài nói về người đàn ông mạnh mẽ thì chắc chắn là từ trước giờ chưa bao giờ nghe nói ở Việt Nam, và cái mà làm em ấn tượng á đó là khi mà em nhìn lại những cái thất bại của mình ngày xưa, những cái sai lầm của mình ngày xưa á, thì nó đều đến từ cái xuất phát từ cái văn hóa là mình thiếu cái sự mạnh mẽ, mình thiếu thiếu cái sự mạnh mẽ, nó dẫn tới là những cái sai lầm hoặc là những cái thất bại trong cuộc sống. Ví dụ như là về chuyện tình cảm chẳng hạn, hoặc là nó nhiều hơn lắm. Ok, thì đó là em bảo rằng là bên Việt Nam mình nó không có cái văn hóa mà người đàn ông mạnh mẽ đó không? Là em đoán thử tại sao vậy? Một phần là mình ở Việt Nam mình thuộc cái ở phương Đông, thì cái văn hóa phương Đông thì nó khá là khác biệt với văn hóa phương Tây. Cái thứ hai thì nếu mà gọi là không có hẳn thì em nghĩ là không phải là không có, mà là nó chưa có một cái gì đó mà nó rõ ràng ra, nó rất là Ok. chung chung. Thì đó là như em nói mà không có cái văn hóa mạnh mẽ bên Việt Nam đó, thì đó có anh cũng mà anh không có tin được á 100%, tại vì chính mắt anh thấy á là mấy người đàn ông mạnh mẽ ở Việt Nam có thể rằng đó là họ không có nói dùng cái từ hay là cái chữ mà đàn ông mạnh mẽ, thấy không, có thể là, như anh nói rằng là cái lực đầu tiên của người đàn ông mạnh mẽ là mình không có mà mẹ chính có thằng nào hết trơn, cái lực thứ hai là mình không có xin phép thằng nào trước khi mình đi làm, mình muốn làm gì mình đi làm thôi chứ mình không có xin phép, ok, thì dĩ nhiên anh nói mấy cái chuyện mà nó không có phạm luật chứ nó không có phạm đạo đức không, như thí dụ như em nói rằng là mẹ anh mình nghe là hiện tại xong mình muốn mà đi bán ma túy hay là gì đi, xong cái mình chạy đi bán không hỏi xin phép ai hết trơn không, thì cái đó chuyện vô lý không, anh nói mấy cái chuyện mà nó không có, một nó không có phạm luật, cái thứ hai nó không có phạm mà đạo đức, ok, nó không có phạm cái luật mà cái nước mình đang ở, cái đất nước mình đang ở, rồi xong nó không có phạm cái luật mà cái đạo đức mà của cái nước mình đang ở nữa, hay là cái văn hóa mình đang ở,
không? Như thí dụ như bên Mỹ đó, thì hồi đó anh vượt biên qua bên Mỹ đó, xong rồi ở trong khu Mỹ Đen đó, xong anh không biết đó, xong anh không biết làm tiền sao, không biết kết bạn với đúng người đó, thì anh đi chơi với tụi Mỹ Đen, xong đi bán ma túy đó, xong vô tù vô ngồi hết 14 năm đó, thì cái đó đó là cái anh làm phạm luật cái nước Mỹ, thấy không? Ngay cái thời điểm mà nó cấm bán ma túy nữa, xong bây giờ đó thì nó không cấm bán, anh với mấy bạn của anh, có mấy bạn của anh nó vô trong tù cho mà cần xa đó, ok, thì đó là nó không có phạm luật gì hết. Hồi đó thì nó phạm luật ở 10 năm, 15 năm trong tù cho cần xa, xong bây giờ bên Mỹ đó mình muốn mua cần xa đó, mình như chổng mình hút mà cần xa bình thường, muốn mua nhiều mua, đâu không còn phạm luật nữa. Thì đó, em ngờ không? Thì đó là mình nói với ông là anh thiệt tình có làm cái chuyện đó mà phạm luật, có thể nói là anh làm cái chuyện phạm luật, mà như anh với mấy bạn anh nó mà bán mà cần xa hay là gì đó không, thì đó là mình khó nói rằng đó là anh làm cái chuyện mà nó phạm mà gì đó đạo đức hay là cái tâm của mình, phải không? Tại vì đó là anh mấy bạn của anh nó ra tù xong rồi bây giờ nó có thể mua được mà không có bị tội gì hết. Xong bây giờ bên Thái Lan nó cũng cho mà em ra hồi 2018 của anh qua Thái Lan đó là nó không có bán cần sa gì hết trơn á. Xong bây giờ hả là cái tiệm me đi xuống đường phố mà bên Bangkok đó không, là dọc nguyên một đường vậy đó, thấy không? Là cái tiệm đây á, quán ăn, tiệm đây bán cần sa, quán ăn tiệm cần sa, quán ăn cần sa, quán ăn cần sa, quán ăn cần sa, dọc nguyên một đường mà cái trung tâm của mà Thái Lan luôn. Không, bây giờ em mới biết á, ở Việt Nam chưa được phép cái đó. Thì trước sau nó cũng bán rồi, anh tin rằng ở trước sau nó cũng bán, tại vì nó không cách nào mà bên Việt Nam nó ưa mà nhái theo mấy cái nước xung quanh nước Việt Nam đó không, mà nó thấy làm ăn được đó thì nó sẽ nhái theo, nó như Việt Nam mình nó ưa mà bắt chước theo Trung Quốc, bắt chước theo mà Thái Lan đó không, thì nó thấy Thái Lan làm gì trước sau nó cũng làm rồi, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau trước sau nó cũng làm rồi. Tại vì thằng xa nó là cái rau cải, nó mẹ nó trồng ngoài đường như mà bắp cải rau muống cái gì, thì lý do mình bỏ tới trong tù cho cái vấn đề đó làm gì? Lý do mình không cấm người ta bán rau cải, mình không cấm người ta mà bán mía hay là bán gạo lúa, rồi xong rồi cái rau cải này nó trồng ngoài rồi mà rừng thiên nhiên vậy, xong cái mình đi cấm người ta. Dạ, thật ra em không quan tâm đến cần sa lắm. Ok, như anh nói thì anh không hút cần sa, không, hồi đó anh hút mấy lần đó không, anh thử không, tại anh thấy anh hút cho nên hút mấy lần đó không, anh không hút cũng mà trước khi vô tù, anh không hút cũng mà anh vô tù. Anh hút của mà anh sao anh ra tù đó không? Mà cho anh nó không ảnh hưởng anh gì chứ? Nó không làm gì cho anh chứ? Anh hút vài lần trong tù chứ? Trước khi anh ra tù đó anh hút thử không? Xong mấy bạn anh nó khuyên anh nó phải ít nhất anh ra hút thử, xong trước khi anh nói rằng là nó anh không thích là gì không? Thì anh hút thử nó không thấy nó có gì hết, thấy không? Nó mua cần sa trong tù cho anh để anh hút đó bông, xong anh thuốc lá, xong rồi thuốc mà cần sa mấy nó không có ảnh hưởng gì cho anh chứ? Nó không có thay đổi cái tinh thần của anh, cái tâm lý của anh. Nó không có nó làm gì cho nó không có làm anh mệt, nó không làm có sức thêm, bởi em không có mà thấy cái lý do gì để mà anh hút cần sa chứ không, anh uống nước dừa ở bên Việt Nam đó không, nó sướng hơn, nó đã ngứa hơn đó không, 1000 lần đó, so với hút cần sa. Anh chỉ uống nước dừa thôi đó không, ở Việt Nam mình đó nó anh thấy nó phê đã hơn đó, nước dừa lạnh đó không, nó phê hơn đó, là hút cần sa cho anh đó. Ok, bởi vì là mình trở lại đó không, là cái người đàn ông á, mà em nói rằng là không có văn hóa ở Việt Nam đó, anh thấy cái đó cũng có thể là ý em nói bông là nó chỉ không, người ta không có nói thường thôi, như em nói rằng bên Việt Nam nó cái đó không phải là cái văn hóa, không phải là cái văn hóa mà người ta thường nói hay là thường chia sẻ đó bông, thì cái đó anh có thể chấp nhận được. Còn như chính mắt anh thấy nhiều thằng mà đàn ông mà mạnh mẽ đó bông, ở dưới quê của anh ở trên Sài Gòn, ở trên Đà Nẵng, anh thấy nhiều chỗ mà người đàn ông mạnh mẽ không, vậy nó cũng khó nói rằng là nó không có. Okay. Đúng rồi, em còn bảo là không phải là không có, mà là nó sẽ không có một cái khái niệm cụ thể để cho những người đàn ông như em đi, như em và cái tuổi nhỏ em và lớn lên và hiểu được như thế nào là văn hóa một người đàn ông mạnh mẽ, nó không có một cái gì cụ thể. Thì là cái đó thì anh đồng ý, như em nói rằng là bên Việt Nam mình nó không có mà cái người đàn ông nào mạnh mẽ mà chia sẻ lại đó, cái kinh nghiệm của họ là mình làm sao mình mới thành người đàn ông mạnh mẽ đó không, thì cái đó thì anh có thể tin được. Yeah. Cái đó thì anh có thể tin được. Ok, có thể là có một tượng rất là ít mà em chưa biết tới, có thể là có, thấy không? Như mà thấy không,
như mà anh chỉ chia sẻ bốn cái lực đó bông, là người đàn ông mạnh mẽ bông, là mình không có xin, mình chinh phục được thằng nào, mình không có xin phép, mình không có chờ cái sự chấp nhận của thằng nào để mình chỉnh sửa. Xong rồi cái thứ tư nữa bông, là cái quan trọng nhất đó, là cái mình không cần đó, là để cái lời nói, cái hành động của thằng khác nó ảnh hưởng cảm xúc của mình ở phía trong, nó ảnh hưởng cái tôi của mình, ok. Xong một cái lực người đàn ông mạnh mẽ nữa bông, là mình biết đó, là phân biệt đó, là cái thông tin nó chính xác hay là không, nó đúng là không. Không, trung bình á, mấy đứa thanh niên, mấy đứa nít á, bông, nó không biết phân biệt đó là cái nào nguy hiểm, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tin tức thiệt hay tin tức giả, thông tin thiệt hay thông tin giả, cái tin đồn hay tin thiệt. Ông nó không biết được. Còn người đàn ông mạnh mẽ đó bông, một cái lực của người đàn ông mạnh mẽ đó bông, là mình phải biết á, mình nhìn cái thông tin á mà xã hội nó đưa ra, hay là người ta đưa ra, hay là cái thông tin nó trước mặt ngay mình á bông, là mình phải biết á, mình phân biệt được á, là cái người đó là cái thông tin đó nó rõ ràng, nó chính xác, nó đúng hay là không. Thấy không? Như anh có mấy đứa mà bạn kỹ sư đó, lúc mà mình ra ngoài đời chơi đó không, lúc mà nó gặp mấy nhỏ gái mà đẹp đẽ đó không, nó gặp mấy nhỏ mà nó ăn mặc sexy đẹp đẽ rồi đó, nó không có phân biệt được đó là mấy nhỏ nó đang làm nghề làm lĩ rồi. Không, nó chỉ nghĩ rằng mấy nhỏ nó như cúc mà anh đi chơi xong rồi nó hay mình không có chơi mấy nhỏ được, hay là mình tống thì giờ nói chuyện với mấy nhỏ làm gì chi, mà tụi mày đang kiếm vợ mày đi nói chuyện với mấy nhỏ làm gì, ủa tại sao mà mình không nói chuyện nó được, nghe nó đang làm đĩ mà mình đi nói chuyện nó làm gì. Đâu thì đó là mình là người đàn ông mạnh mẽ đó, mình biết phân biệt được đó là cái thông tin đó, cái thông tin mà con nhỏ nó phát thanh cho mình đó là nó đang làm đĩ đó không, chứ mà nó muốn làm vợ. Đâu không, thì đó là mình muốn kiếm vợ đó không, mình phải kiếm nhỏ nào đang phát thanh cái dấu hiệu đó không, là nó muốn làm vợ chứ mà nó muốn làm đĩ. Thấy không? Dạ. Hay là nhỏ nó không phải là làm đĩ mà nó phát thanh ra cái dấu hiệu là nó muốn ăn chơi. Thấy không? Thì mình đi, con nhỏ nó không muốn làm vợ, nó chỉ muốn ăn chơi. Thấy không? Thì đó là cái đó không phải là cho mà gái không mà cho con trai gì nữa. Như mấy đứa em mà đang em gái mà đang nghe cái video này đó, thì nó cũng phải biết là làm người phụ nữ mạnh mẽ đó không, người đàn bà hay là con gái mạnh mẽ đó, là nó phải nhìn thằng đó không, là thằng này đó, nó đang phát thanh cái dấu hiệu đó, là nó muốn là ăn chơi, hay là nó muốn làm gì đó đĩ đực, hay là nó muốn là thiệt tình đó, nó muốn đang kiếm nhỏ gái để làm lập gia đình. Ok, thì mình yeah. Là người đàn ông mạnh mẽ hay người phụ nữ mạnh mẽ đó không, là mình ra ngoài đời mình nhìn cái thông tin trước mặt mình đó, dù nó là người ta, hay là cái thông tin trên tin tức, hay là thông tin đó, nhà nước nó đưa ra, hay là thông tin đó, cái trường nó đưa ra, mình phải biết phân biệt được đó là cái thông tin này nó chính xác hay không, nó rõ ràng hay không. Dạ. Okay. Thì đó, em nói không, anh dùng cái từ đó là đàn ông mạnh mẽ, em dùng cái từ đó là masculine man, ok. Thì đó, là như theo cái cách mà em sử dụng đó không, thì cái chữ masculine man ở bên tiếng Mỹ đó là cho anh đó, anh mà dịch lại, anh không biết chi việc mà anh mà theo mấy cái chữ mà anh biết đó mà nó dịch mà sát nhất đó, theo cái chữ masculine man đó không, là cái chữ đó không, là người đàn ông mạnh mẽ. Ok. Dạ. Không phải là người đàn ông, ngược lại đó không, ngược lại người đàn ông mạnh mẽ là gì? Người đàn ông ốm yếu. Ốm yếu là sao? Không phải là bắp thịt nó ốm hay là bắp thịt nó nhỏ hay là gì. Ốm yếu đó không, là như mà người đàn ông đó không, mà ra ngoài đường đó, dễ bị ăn hiếp, dễ bị người ta ảnh hưởng cái tâm lý của họ, dễ bị ảnh hưởng cảm xúc của họ. Okay. Họ không điều khiển được cái bản thân của họ. Rồi còn cái tư duy thiếu thốn nữa. Đúng rồi, cái tư duy mà thiếu thốn đó. Okay. Rồi xong rồi đó, người đàn ông mà yếu ốm đó bông, nó không có giá trị cho gia đình, nó không có giá trị cho vợ con, nó không có giá trị cho xã hội. Là ý nghĩa là sao? Dạ. Là nó chỉ hút giá trị thôi. Dạ. Không. Vì họ cũng thực sự là chưa nỗ lực để mà cải thiện cái bản thân mình, họ chưa tạo ra được cái. Đúng rồi, cái người đàn ông mạnh mẽ đó không, lúc nào đó, cái đó cũng là một cái lực, đúng không? Một cái dấu hiệu của người đàn ông mạnh mẽ không, là lúc nào họ cũng làm đó, dư ra hết trơn á. Dư ra làm sao? Là cái người á, con trai đó, con nít á, anh dùng á, ngược lại cái người đàn ông mạnh mẽ là gì, là con nít, con trai, con đứa mà nó, đứa bé, đứa trẻ. Ok, hay là bên Việt Nam mình có tờ báo kêu bằng tuổi trẻ hay là gì đó không? Thì là cái tuổi trẻ của nó. Nó không phải là cái tuổi trẻ, tại sao nó là tuổi trẻ? Không phải là cái tuổi của nó là nó trẻ, mà mình nói là cái tuổi nó trẻ. Mình nói cái đứa mà tuổi trẻ hay đứa nít hay là đứa nhỏ đó không? Hay đứa con đó, đúng không? Mình xưng bằng con đó là tại vì á là cái đứa đó, nó không có đủ khả năng á để nó bao ăn bao uống cho cái bản thân của nó.
nó không có bảo vệ được cái bản thân của nó phải nhờ cái người á, đàn ông mạnh mẽ, phải không, bảo vệ cái bản thân của nó, người đàn ông, người lớn á, bảo vệ cho nó. Còn nó mà bảo vệ được cái bản thân của nó rồi đó, nó tự á, tìm đồ ăn, đồ uống cho nó, cái bản thân nó được rồi đó, sao nó bảo vệ cái bản thân nó được, lúc đó mình khó kêu nó bằng đứa nít hay là đứa trẻ hay là đứa con nữa, đó là bằng người lớn rồi, phải không, là một cái dấu hiệu của người đàn ông mạnh mẽ đó, lúc nào họ cũng làm dư giả chứ hết, phải không, là họ làm á, là họ ăn có đủ ăn rồi xong họ dư ra cho người khác ăn nữa. Không, thì anh không phải nói là một em đừng có nghĩ rằng là ê ta làm đủ mà uống một ly cà phê xong ta làm dư á cho nhỏ khác nó uống ly cà phê chung với mình, người sau này thằng khác nó uống ly rượu chung với mình, đó mình là người đàn ông mạnh mẽ. Cái đó không phải, cái đó không phải một cái dấu hiệu, ok, là hết trơn mấy cái dây dị nó dồn lại đó mới thành một người đàn ông mạnh mẽ được, thấy không? Có một thêm một cái văn hóa ở Việt Nam mình mà nó làm ảnh hưởng tới cái văn hóa này, đó là khi một đứa trẻ nó lớn lên trong một gia đình đó thì bố mẹ nó bảo bọc nó nhiều, che chở nó nhiều quá, không muốn nó không cho nó ra một quyết định gì cả. Rồi lớn lên không nó cho nó ra được quyết định mà làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến của bố mẹ. Thành ra là nó mất đi cái văn hóa của người đàn ông mạnh mẽ luôn. Không, cái mình đưa ra cái ý kiến mà không được á, như cái người mà không biết đưa ra ý kiến, phải không, là mình phải mượn, nhớ nha, mình là con nít, mình là đứa con, phải không, ok, mình là tuổi trẻ đó, là cái người đó không phải người đàn ông mạnh mẽ, phải không, là tại vì họ mượn cái vấn đề của người khác. Như con của anh á, nó mượn cái tài năng của anh, nó mượn cái sức lực của anh, nó mượn cái tự tin của anh, nó mượn cái khả năng của anh làm tiền để cho anh đi á, mua làm ra tiền để mua đồ ăn cho nó, đúng không, là nó phải mượn cái tài năng của anh để là bao nhà cửa cho nó ở. Nó phải mượn là cái tài năng của anh để mua máy tính, mua máy in, mua sách vở, mua cho nó để cho nó học hành. Không, mà nó phải mượn. Lúc nào nó phải mượn hết trơn á. Ok. Là nó phải nhờ với nó mượn. Ok, nó nhờ cái sự giúp đỡ của anh, nó nhờ nó mượn cái sự giúp đỡ của anh. Ok. Còn lúc mà sau này nó lớn lên á, nó mà trở thành cũng mà nó tự nó làm ra cái tiền của nó được để nó mua đồ ăn, mua đồ uống cho nó được, xong nó mua nhà cửa riêng cho nó được đó, nó mua xe cộ riêng cho nó được đó, thì á là lúc đó đó mình có thể nói rằng á là nó làm người đàn ông mạnh mẽ được, nó không còn là con nít, nó không còn là tuổi trẻ nữa. Đấy. Còn á mình cũng mà anh lớn lên đó, nó không biết á là mình nên học cái gì, nó không biết á là mình nên ăn chơi với ai, mình không nói giao thiệp với ai, mình nên nó đồng minh với ai, mình nên nó liên kết với ai, thì á nó mượn cái sự quyết định của anh á, nó mượn cái đó của anh á, cái kinh nghiệm của anh á để nó quyết định được á, phải không, thì á là nó vẫn còn nít, mà sau này đó nó lớn lên rồi đó, nó mượn cái kinh nghiệm của anh á để nó giúp cho nó đưa nó cái thông tin, nó mượn cái thông tin của anh á để hay là kinh nghiệm của anh để nó nghiên cứu á, để cho nó ra cái sự quyết định á hay nhất á, thì cái đó nó khác hơn á là nó nhờ anh giúp định giùm nó, quyết định giùm nó. Em có phân biệt hai cái nó khác nhau, một cái á là anh phải quyết định giùm nó, còn cái thứ hai đó là nó chỉ nhờ cái kinh nghiệm, mượn cái kinh nghiệm của anh, cái kiến thức của anh, phải không, cái hiểu biết của anh để đưa cho nó, để cho nó tự nó tạo ra cái sự quyết định của nó, phải không. Còn như em mà mấy đứa trẻ lần bây giờ nó nhờ cha mẹ của nó giờ ông nội bà nội nó quyết định cho nó, không, thì cái đó là nó vẫn còn nít, nó không phải là người lớn, nó không phải là người đàn ông mạnh mẽ được. Ok, là lúc mà anh đi ra ăn uống rồi đó, anh tập luyện cho con của anh á, nó tự á, quyết định riêng của nó coi cái menu, nó muốn ăn cái gì á, nó tự nó kêu. Ok. Dạ. Ngon dở lắm. Là anh tập nó tự cho nó quyết định, tự nó quyết định. Tại vì á là lúc mà nó lớn lên rồi nó tự quyết định được cái chuyện của nó đó trong cuộc đời của nó rồi đó, không? Thì lúc đó nó mới là thành người đàn ông được. Còn á, lúc nào nó cũng phải nhờ anh quyết định giùm nó đó, không? Thì cái đó nó không có làm, nó không nói là nó là người đàn ông được. Nó còn nít thôi à. Dạ, với lại quyết định chậm quá cũng là một cái dấu hiệu của một người đàn ông không phải là mạnh mẽ. Em có xem một video anh Tài thì bảo là cho con của anh Tài lựa đồ chơi thì chỉ cho nó đi xuống và đi lên, mà mày không lựa được là tao không mua cho mày nữa. Đúng rồi. Mày phải ra quyết định nhanh. Ok, tại vì ngoài đời người đàn ông đó gặp cái sự khó khăn đó, nhiều khi đó nhiều cái khó khăn mình gặp hàng ngày đó, không, mình phải quyết định ngay đó, nó quyết định mau chừng nào đó, nó tập luyện á, không phải là anh cần nó quyết định mau, phải không, nhiều gái mình phải quyết định nó chậm,
nhiều khi cái số tiền đó nó lớn, mình phải quyết định cho nó rõ ràng. Có thể là cái chuyện nó quan trọng, mình phải quyết định đó, cho nó rõ ràng, nó cần nhiều thời gian hơn, thấy không? Mà cái như mấy cái lặt vặt đó, hàng ngày đó không, thì nó phải quyết định nó rất là mau, thấy không? Nó mình quyết định, mình tập cho nó quyết định chậm làm gì, nó đâu có quyền lợi gì đâu, ok? Mà một cái em nói với bông nó rất là khiến cho nó cũng khiến cho nó nói làm cái video này bông, và cũng em nói câu nói với bông là anh hỏi em á là cái thằng Andrew Tate làm sao em biết gì nó, xong em nói là hồi đó giờ em chưa nghe gì nó, xong em nghe anh nói gì đó trên cái đài của anh với trên cái Twitter của anh á, cái mạng xã hội mà Twitter của anh á, tại vì liền bây giờ nó bị mà nhà nước bên cái nước Romania, đâu Romania thì bên Việt Nam mình nó kêu bằng gì, Romania, ok, thì cái nước Romania nó bị là nhà nước Romania là bỏ nó trong tù, tại vì nó là cái người mà có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới liền bây giờ, nó là bên miền Tây đó, nó là coi là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên trong miền Tây liền bây giờ, thì anh sẽ làm cái video khác lý do tại sao nó là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà có sự ảnh hưởng lớn nhất, không? Là nó nổi tiếng hơn liền bây giờ đó, nó nổi tiếng hơn là ông tổng thống Trump, ông Biden, ông Putin, không có người nào người đàn ông nào trên thế giới liền bây giờ đó nổi tiếng hơn nó liền bây giờ. Không, nhất là một người mà em đang theo dõi đó. Nhất là bên năm 20 mà 22 đó, 21 với 22 đúng không? Nó là người đàn ông á là mạnh mẽ nhất, người đàn ông á mạnh mẽ đó không? Sẽ coi rằng nó là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên bên miền Tây đó, có thể trên thế giới liền bây giờ. Dạ. Ok. Xong rồi trong cái video khác có thể là đó, mà tụi em muốn hiểu cái lý do mà tại sao nó là cái người đàn ông mà bà con coi là nó là mạnh mẽ nhất bên miền Tây đúng không, thì có thể mình làm cái video khác hay sao. Mà trong cái video này đó anh muốn nói tiếp, ví dụ là em nói là anh hỏi em là tại sao em nói cái câu nói gì đó mà dám nói dám làm hay là gì đó. Đúng rồi, hình như lúc này em có nói là dám nói dám làm. Bên Việt Nam á, bên Việt Nam á thì nó nói cái câu nói như sao, dám nói dám làm, phải không? Anh Tài thì nói là nói được làm được. Ok, còn anh nói trên cái đài của anh nói là nói được làm được thì bề ngoài nó giống nhau, phải không? Hai cái nó giống nhau, phải không? Mà cái thực tế nó khác nhau xa lắm, nó khác nhau xa lắm. Anh biết nó khác nhau xa là làm sao? Chưa hình dung được, anh Tài giải thích cho em ấy. Ok, thì là anh muốn làm cái video để cho tụi em hiểu rõ đó, không? Là cái lời nói mình nó sẽ ảnh hưởng cái hành động của mình. Thấy không, mình thay đổi cái tư duy, anh nói tụi em rồi, thấy không, là mình ảnh hưởng cái, mình thay đổi cái tư duy mình, cái não của mình á, cái suy nghĩ của mình thì nó sẽ ảnh hưởng cái lời nói của mình, cái lời nói mình á, mình thay đổi cái lời nói mình á, nó sẽ ảnh hưởng cái hành động của mình. Hành động đây là trong sách Phật nó dạy mình gì đó, trong sách Phật, chứ không phải là cái này là tự anh nghiên cứu ra nha. Ok, cái này ông Phật không nói, đúng không, là mình thay đổi tư duy mình, nó sẽ thay đổi cái lời nói của mình thay đổi cái hành động của mình. Ok, và nó sẽ đưa ra cái kết quả. Đúng rồi, nó sẽ thay đổi kết quả mà mình nó thay đổi cuộc đời mình, nó ảnh hưởng cái sự thay đổi cuộc đời mình. Ok, là mình phải ảnh hưởng nó đi theo cái hướng đi đó gì đó. Ok, xong rồi đó trở lại đó, của mình thay đổi cái hành động mình đó, nó có ảnh hưởng cái lời nói mình không, nó có ảnh hưởng cái tư duy của mình không? Có, có nha. Yeah. Không, như em anh nói tụi em á là mình ra bắt chuyện với gái anh sao đi, hay mình chọc ghẹo gái anh sao đi, thì em ra xong cái em làm thành công, sao em có được nhỏ bồ hay là có được nhỏ vợ đó không, thì á cái anh ảnh hưởng cho em á, thay đổi cái tư duy của em, ảnh hưởng thay đổi cái lời nói của em, xong cái hành động của em, xong bây giờ em có được nhỏ vợ hay nhỏ bồ đó, thì á là nó có cái sự thành công đó, nó sẽ ảnh hưởng cái tư duy của em không? Có, có. Không, nó thay đổi cái lời nói của em có. Cũng mà em gặp thằng khác nó nói rằng là cô gái nó khó khăn, hay là kiếm vợ nó khó khăn, hay là kiếm bồ nó khó khăn á, thì em sẽ nói ê mày phải thay đổi cái lời nói của mày, tại mày nói cái lời nói đó mấy cái tiêu cực đó mày không có kiếm được. Đúng rồi, cái là đó là một cái là tư duy thiếu thốn, cái thứ hai là tự giới hạn cho cái bản thân mình. Đúng rồi, mình giới hạn. Ok, thì á và cái khác biệt giữa của mình nói á là cái dám nói dám làm, bởi vì nam mình nói rằng là dám nói dám làm. Còn trên đài của anh á thì anh nói rằng á là nói được làm được, phải không? Thì anh thường sử dụng cái đó, không phải không, cái lời nói bông lại khác, nó khác cái là mình nói cái lời nói bông là dám nói dám làm đó bông, là nó tập trung vô cái vấn đề gì, nó tập trung vô đó là cái là mình gan dạ mình dám nói không, mình dám làm không, thấy không, là nó tập trung vô đó là cái sự đó bông, là mình dám làm dám nói không, dám nói dám làm không.
Yeah. Mình không biết là mình làm thành công hay không, mà mình dám nói, mình dám làm không? Thì nó tập trung như đó. Còn như anh nói không, là mình nói được, làm được. Nó khác cái mình tập trung vô gì? Là mình có làm được hay không? Em làm được hay không? Em không. nhận ra một chút rồi con. Cái câu mà nói được làm được, nó có cái sự quyết tâm phải làm cho bằng được. Đúng rồi. Dám nói dám làm thì đôi lúc là nói xong rồi làm, nhưng mà làm theo kiểu là làm cho có thôi chứ không có làm. Đúng rồi, nó không có thiệt tình làm. Mình coi như mình làm có, tao dám nói dám làm nhưng mà thật ra tao chỉ làm cho có thôi. Đúng rồi, mình làm cho có lệ thôi à. Bây ở dưới Cà Mau ấy, mà con tao ưa nói mẹ mày làm đó, mày làm cho có lệ thôi chứ thiệt tình đâu phải là thiệt tình nhiệt tình mày làm đâu. Dạ. Thấy không? Dạ. Bởi vì là em thấy nó khác nhau sao? Là anh không có nói rằng á là mình nên á, anh không có nói là dám nói dám làm, tại vì á anh không muốn á là tụi em á tập trung vô đó là mình có dám hay không. Yeah. Anh muốn tụi em là tập trung vô đó bông là mình làm được hay là không, cái đó mới là quan trọng. Và nó mới có thể cái sự quyết tâm, cái nỗ lực của mình, cái khó khăn của mình trong đó, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì là như em vô đi em làm được đi, thấy không? Như mình nói cái gì đi ha, mình nói cái gì đi ha. Như mình nói đó là như em học anh dạy cho tụi em xài cái bảo mật á, mình xài cái ví lạnh đi. Dạ. Yeah. Ok. Thì á em mà suy nghĩ đúng không? Dám nói dám làm không? Ok. Thì á cháu dám chứ. Hay là mình nói vô đầu tư vô thị trường tiền mã hóa đi. Là anh nói rằng á là ê mình đây là cái cơ hội lớn nhất cho tụi trẻ đúng không? Là đây là cái công nghệ mới nhất, đây là cái tài sản thứ tư á mà nó sinh ra đời. Hồi đó giờ mới chỉ có ba cái tài sản trên thế giới, là bây giờ đây là đứa con thứ tư á. Mấy ngàn năm rồi, đây là thứ con đầu tư mà nó sẽ sanh ra. Đây là cơ hội rất là tốt cho anh em mình đó không? Là mình nghèo mạt bao nhiêu đi, mình có cơ hội để đổi đời mình được trong cái thị trường tiền mã hóa. Thì anh mà nói đó là mà em nói em muốn đầu tư đi, em dám nói đó, em dám đầu tư không? Thì được, em dạy cho em đầu tư cái em nổ tiền rồi, xong đầu hàng không nghỉ. Đầu tư 100 đô. Rồi đúng rồi, thì là em có thể đi xung quanh đó, em kênh được, xong nói mẹ không, tao dám nói, tao dám làm không? Mẹ, nó rủi ro nhiều, tao không cần biết. Tao nói, tao đầu tư vô thị trường tiền mã quá không, mà tao sẽ đầu tư vô đó. Không, nó không có lời lỗi gì á, là không biết. Mà em có thể nói rằng là em làm được. Không, em dám làm. Mà em có làm được không? Được là sao? Được á là em có thành công cái vấn đề đó không? Em thất bại xong em có dám làm được không? Ừ, em thất bại mà em vẫn còn á, nói rằng á, em vẫn mở miệng ra em nói được, tao dám nói, tao dám làm được không? Tụi mày nói đầu tư trong thị trường thì mã hóa nó rủi ro không? Mà tao dám, tao nói tao sẽ mà đầu tư được không? Thì tao dám nói tao mà sẽ dám làm. Mà em không cần sự thành công. Còn muốn mà anh nói rằng á là em nói được á mà em làm được không? Thì nó khác. Nó khác biệt nhau ở chỗ đó. Ok, em nói em muốn đầu tư trong thị trường thì mã hóa không? Ok, thì á là đó, trong khóa học của anh á, anh chỉ dạy cho em á xài cái ví lạnh sao. Mình xài cái mà phần mềm để quản lý mấy cái mà mật khẩu của mình á, làm sao anh xài cái phần mềm mà Bitwarden á. Ok, mình xài làm sao? Mình xài cái ví lạnh á, cái Ledger hay là cái thằng Trezor đó làm sao? Yeah. Ok, thế em làm được không? Em xài được không? Em xài ví lạnh được không? Yeah. Được hay không được? À được. Được, ok, em xài cái Bitwarden, cái mà nó quản lý cái mà nó đã bảo vệ bảo mật cái mà mật khẩu hết trơn, mấy mật khẩu của em xài á, không em xài phần mềm nó được không? Được. Ok. Em mở cái tài khoản ở Binance chưa? Dạ rồi. Rồi được, em biết xài cái sàn Binance không? Chắc chắn là biết. Ok, em biết mà tạo cái tài khoản ở rằng cái trang mạng mà TradingView để em xài mấy cái biểu đồ của nó không? Chắc chắn là biết ạ. Ok, thì em mở rồi, em thì á là anh có thể nói là em làm được không? Được. Không. Còn mình nói mình dám làm đó không? Thì có thể là em chỉ làm cho có lệ thôi. Đúng rồi, làm cho có lệ thôi. Em thấy nó khác biệt nhau sao? Bởi anh nói người đàn ông mạnh mẽ đó không? Cũng em nói là người đàn ông mạnh mẽ, anh hỏi em cái ý nghĩa của mà theo em thấy đó là cái hiểu biết của em đó, kinh nghiệm của em đó là cái người đàn ông mạnh mẽ là gì? Sao em nói rằng là người đàn ông mạnh mẽ bên Việt Nam mình nó tin rằng là dám nói dám làm đó không? Thì cái đó anh khuyên tụi em á, đổi lại không là mình nói được á, mình làm được không? Nói được. Ừ. Tại mình làm được á, nó quan trọng hơn á 1000 lần á so với á, là mình dám làm. Cho dù là mình làm nhưng mà nó thất bại thì nó vẫn đáng giá hơn là mình không làm hoặc là làm cho kiểu hời hợt, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Có lẽ đúng không ạ?
Mình làm mà chỉ có bỏ vô cái tâm của mình nó bỏ vô chỉ 10% thôi không? Thì mình cũng nói với mình đi khoe với người ta mình dám làm được. Mà dạ, mình có thiệt tình á, thiệt tình không? Không. Tại mình trong cuộc đời này mình muốn làm cái gì thành công đó, mình phải thiệt tình muốn làm cái đó thành công nó mới thành công được. Còn mình làm á mà mình bỏ vô á 10% cái động lực của mình á khó nói được á là mình sẽ thành công được. Ok. Em hiểu rồi. Ok, em hiểu rõ rằng mà cái vấn đề đó không? Em hiểu khác biệt giữa cái dám nói dám làm với nói được làm được đó. Ok. Ok. Thì anh muốn thông này lại để chia sẻ với mấy đứa khác mà nó lắng nghe luôn đó không? Để nó sẵn nó học hỏi luôn. Yeah. Ok. Anh không ngờ cú mà anh ra cái anh nói hết nhiều lần đó không mà anh ra cái series một nhóm mà video mới để nói vụ mà làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Thì nó có mà anh không ngờ nó có nhiều view nhiệt. Ok. Yeah. Đúng cái này cái góc nhìn của em thì thực sự là ở Việt Nam mình khá là thiếu những cái người như là anh Tài hoặc là những người như là Andrew Tate nói về cái văn hóa masculine men, người đàn ông mạnh mẽ này. Ví dụ như có một cái rất là khác biệt mà khi mà em theo dõi Andrew Tate và cái truyền thông của nước mình đi thì họ nói là ví dụ những cái truyền thông mà mình hay nghe đi họ nói là mình phải làm theo những gì mình yêu thích, làm những gì mình đam mê hạnh phúc, nhưng mà thật ra khi mà em xem Andrew Tate thì nó lại bảo làm như vậy thì mình chỉ là một thằng thất bại thôi. Ví dụ như mình không có thích tập tạ, tập rất là mệt, mình không có thích bụng sáu múi vì rất là mệt, mình không thích dậy sớm, không ai thích điều đó cả, nhưng mà mình phải làm, mình phải. Đúng làm. Bà bấy anh nói là có là mà trách nhiệm, cái đó là trách nhiệm, thấy không? Cái là một người lực đàn ông mạnh mẽ đúng không? Mà anh dạy đúng không? Là cái đó là trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Mình làm người đàn ông mình phải có trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình phải làm vì đó là trách nhiệm của mình chứ không phải là mình làm vì cái mình yêu thích. Thấy không? Là như cái yêu thích là không nó bông như là một ngày đó anh làm á liền bây giờ vô anh nghỉ hưu đi, một ngày á liền bây giờ anh á vẫn làm á, anh thích gì á 6 giờ sáng. Đó là cái kỷ luật đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì hồi đó cũng mà anh trước khi nghỉ hưu đó anh làm cho công ty rồi đó không? Lý do tại sao á mà cũng mà anh làm cho công ty đó, anh làm cho thằng khác á thì 6 giờ sáng anh chịu thức dậy sớm. Mẹ 6 giờ sáng thức dậy giật mình á, thức dậy á, mama thức cả bạc vô mặc đồ vest vô xong chạy vô trong phòng làm. Rồi xong bây giờ đó anh nghỉ hưu rồi đó không? Mà 6 giờ sáng đó anh ngủ phè phè nằm trên võng gì đó không? Xong rồi tới 7 giờ 8 giờ sáng. Tại sao vậy? Tại sao hồi đó cũng mà anh làm cho thằng khác á thì anh chịu thức sớm á 6 giờ sáng để làm cho nó. Mà cũng mà bây giờ đó anh nghỉ hưu rồi, sao anh có 4 đứa con, anh có vợ, anh có 4 đứa con, mà tại sao anh không thức sớm cho mà con cái con không được? Tại sao anh thức sớm cho mấy thằng đồng minh như anh con không được? Tại sao anh thức sớm cho mà mấy thằng bạn của anh không được? Tại sao anh thức sớm cho mấy đối tác của anh không được? Chuyện vô lý. Cái chuyện vô lý. Bởi vì cái người đàn ông mạnh mẽ đó không? Họ biết là đây là cái trách nhiệm của mình. Sao họ đi làm thế à? Chứ họ không cần biết là họ vui vẻ, là hài lòng hay là bữa nay á tại anh hài lòng đó, anh làm cái này giùm em không? Hài lòng cái chuyện đó là gì? Biết không? Như nhiều đứa nó hỏi anh có hạnh phúc liền nhờ anh có tiền á, anh có hạnh phúc không hay là anh có vui vẻ không? Bái chuyện đó. Bái chuyện tào lao đó, anh quan tâm làm gì? Dạ, có nghĩa là tôi mà hỏi anh á là anh Tài bây giờ anh Tài có tiền hay là anh Tài làm triệu phú đô la hay xong rồi anh Tài có vui vẻ hay là anh so với cũng mà anh Tài nghèo mà ở trong khu Mỹ Đen hay là ở trong tù không? Cái chuyện đó không, cái chuyện vô lý, cái chuyện đó em hỏi anh đó không là cái chuyện vô lý. Tại sao vậy? Cái người đàn ông mạnh mẽ họ không có quan tâm cái chuyện đó. Dạ, họ làm vì kỷ luật. Đúng rồi, họ làm á là tại vì họ chịu cái trách nhiệm đó. Như á là cô của anh này ha, mấy người trong gia đình của anh á, anh có cái mà ông mà bác ba đó, bác ba của anh phải không? Là anh của ba của anh đó. Dạ. Ok, ổng hai mấy tuổi ông chết rồi. Mà ổng đang bị chôn ở trong mà cái mà gì đó, cái nghĩa trang mà cho mấy người gì đó, người liệt sĩ hay là gì đó, phải không? Mấy người anh hùng ở Việt Nam mình đó. Nghĩa trang thương binh liệt sĩ. Đúng rồi, thì nghĩa trang liệt sĩ đó không? Thì ảnh là người mà không phải ảnh mà cái ông bác ba của anh đó. Ok. Ổng là người ổng bị chôn trong, tại sao anh hỏi mà cố mà anh đang nghiên cứu làm mồ mả cho mà gia đình của anh á, thì ông chú của anh, bà cô của anh, mấy người trong gia đình của anh á, người nào cũng nói rằng á là ông bác ba của anh á, với ông hồi đó cũng mà tụi Mỹ nó qua nó mà chiếm đất ở bên Việt Nam mình á,
thì á cũng mà ông bác ba của anh ông đi mà gài mìn hay là gì đó không, ông với mấy người kia đi mà đi đánh giặc với mà tụi Mỹ đúng không, thì á cũng mà nó gài mìn xong rồi đó, nó không có mà nổ mìn hay là gì đó, ông phải chạy lại không, xong rồi ông mà giật mìn hay là gì xong rồi đó để cho nó mà chết tụi Mỹ hay là không biết làm sao đó, không hiểu rõ ràng biết không, mà nhờ cái mà sự anh hùng của anh á, của ông đó không, của bác ba của anh á, thì bây giờ đó nhà nước phải cho ông trong cái mà nghĩa trang mà lịch sử, thấy không, thì á ông làm gì đó là ông muốn chết sớm không, không không à, ông làm gì đó là tại vì ông muốn hy sinh mạng của ông hay là cái gì không, không, bác ba của ông làm gì đó là tại ông biết là cái trách nhiệm của mình á là mình phải bảo vệ cái gia đình của mình, ok, ông là người đàn ông á, con trai lớn nhất trong gia đình, ông nói là tôi phải bảo vệ cái gia đình của tôi, nó vô nó chiếm đất, nó chiếm nhà cửa của tao không, tao phải bảo vệ cái gia đình của tao, là ông biết cái trách nhiệm đó của nó của ông, cái này là trách nhiệm của mình, không, mình làm người đàn ông đó phải trách nhiệm mình bảo vệ vợ con mình, anh em mình, ok, bảo vệ đó mà gia đình của mình, cái quê của mình, cái xã của mình, ok, mà không có để thằng khác nó vô á, nó tấn công cái xã của mình, xong lấy đất của mình được, hiểu không? Thì ông làm gì đó là cái đó là cái trách nhiệm của ông. Không, người đàn ông mình á, nhiều khi á mình biết cái đó nó khó khăn, anh biết á là cũng mà anh đi á là đi qua thành phố này qua thành phố nọ đi làm công việc của anh để anh dạy người ta mua bán mà chứng khoán đó, phải không, xong rồi vợ anh nó mới sinh con, nó ở nhà, nó ở thành phố Dallas cũng mà nọ bên Mỹ đó không, rồi sau anh phải bay qua thành phố này thành phố nọ mỗi tuần đó để đi dạy người ta cổ phiếu đúng không, anh phải đi làm việc để có tiền để nhà mà có cơm có mà nhà cửa đúng không, thì đó anh có muốn làm gì không, anh có muốn xa vợ anh, có muốn xa con anh không? Không, chắc chắn là không. Có chắc chắn 100% là ai mà thằng nào cũng muốn làm gì, mà cái đó là trách nhiệm của anh. Anh phải làm. Đúng rồi. Xong rồi anh đi ra đó, rồi xong rồi anh đi nhậu nhạc với mấy thằng kia cũng mà đi làm việc chung như đó, bông đi nhậu nhạc tàu chung như đó, đâu có ai biết không? Không. Mà anh có làm không? Không. Tại sao vậy? Tại vì là mình người đàn ông đó mình phải biết cái trách nhiệm của mình. Mình bỏ nhà, bỏ cửa bông để đi á là làm có tiền để về nhà mình nuôi vợ, nuôi con mình, chứ không phải là mình bỏ nhà cửa mình đi để đi nhậu với thằng khác. Dạ. Không, anh bỏ ra mẹ bay 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng rưỡi để đi bay qua thành phố khác đó không? Là không phải bay qua để đi nhậu, anh bay qua để đi làm công việc. Dạ. Bởi vì là người đàn ông mà mạnh mẽ đó không? Họ có cái trách nhiệm, họ không, như khi mà tụi em á, hỏi anh đó không là hey anh Tài, anh Tài nghỉ hưu liền bây giờ đó, xong rồi á, anh Tài có hạnh phúc hay là anh Tài có thấy vui vẻ hơn, hay là anh Tài thấy trong cuộc đời nó thấy nó có cái sự mà con anh ta ưa nói hạnh phúc với vui vẻ, hai cái chữ đó không? Mẹ ba cái chuyện đó không quan tâm. Thấy không? Tới giờ đi làm đó, như của mày em đi hội nghị đó, anh có mệt không? Em nghĩ coi anh đứng đó nói chuyện từ mẹ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối vậy, không mệt sao? Không mệt. Ừ. Mà đây là cái hợp đồng, mình đồng ý, em trả tiền đóng phí, xong anh á hứa là anh phải dạy hết 4 ngày, thì anh dạy hết 4 ngày thôi. Anh không có thì giờ mẹ vui vẻ nhức đầu hay là chóng mặt hay là bái đầu quỷ đó, không cần biết. Đúng ạ. Như thế nào thì cũng phải là 6 giờ sáng dậy, tới giờ đi ví dụ như đi thể dục, đi tập gym đi thì cũng phải đi, không có buồn hay vui hay gì cả. Đúng rồi. Đó là kỷ luật. Đúng rồi, bởi đối tác của anh đó, như anh rồi ha, anh cái phần bộ phận của anh đó, làm trong cái kinh doanh của anh đó, là anh làm bộ phận gì, anh chịu trách nhiệm gì. Thằng David đó, thằng đối tác của anh, thằng mà bên Canada đó, thì nó chịu cái trách nhiệm gì, thằng Trung Quốc đó, nó chịu trách nhiệm gì, thì mỗi thằng nó làm thôi hả? Dạ. Không? Đó là trách nhiệm của mình, chứ mình không có chờ thằng khác nó nói. Mình chờ thằng đó là mình vui vẻ, hay là mình chờ mình hài lòng, hay là mình chờ mình không có tức giận đâu, hay là gì đó không? Cái ba chuyện đó, ba chuyện tào lao đó là có chuyện của con nít. Còn người đàn ông mạnh mẽ đó, người đàn ông mạnh mẽ đó không? Không có chờ mấy cái chuyện tào lao đó. Tại anh sao? Tại vì anh có trách nhiệm phải không? Anh phải làm cái này cho gia đình của anh phải này làm cho mà vợ con của anh phải làm cái này cho đối tác của anh, phải làm cái này cho bạn bè của anh phải làm cái này cho khách hàng của anh phải làm cái này cho mà học sinh của anh. Cái đó trách nhiệm của anh phải làm thôi hả? Chứ chờ mẹ vui vẻ hay là buồn rầu hay là bái chuyện đó, mấy chuyện tào lao. Tại sao anh không quan tâm vụ anh vui vẻ hay là hạnh phúc hay là bái chuyện đó? Tại bái cái chuyện đó mấy chuyện tào lao. Tại sao nó là tào lao? Tại sao anh nói rằng là cái sự hạnh phúc, cái sự vui vẻ, người ta lo mấy cái chuyện đó là cái chuyện tào lao? Tại sao vậy? Tại vì những cái đó là những cái cảm xúc. Nó là cảm xúc. Nó là cảm xúc mà nó... Tại sao anh không quan tâm cái chuyện đó? Tại vì nó giống như cái mây mà nó đang biến trong trời vậy đó. Hay là nó là cái sóng mà nó đang ở trên cái anh đang ngồi đây nhìn cái mặt sông của mà cái sông mà Chao Phraya đó bên Bangkok nè, giống như cái sông Sài Gòn vậy đó. Dạ.
hay là giống như cái sông Ông Đốc ở dưới mà cái mà thị trấn Sông Đốc của anh ở dưới cái tỉnh Cà Mau gì đó, ok, nó biến nó vừa lên xong nó xuống trở lại, nó vừa lên xong nó xuống trở lại, xong rồi cái mây nó bay ngang, nó tròn, rồi xong cái nó đậm, rồi cái nó giãn ra, cái nó dài, cái nó ngắn, cái nó lùn lại, nó bông, nó biến rồi tùm lum mấy chân, mỗi một phút nó thay đổi hết trơn. Nó chỉ là một cái gì đó tạm thời. Ừ, nó là cái chuyện tạm thôi à. Mình quan tâm cái chuyện nó làm gì. Người đàn ông á, mạnh mẽ đó, họ không có chú ý vô cái chuyện á, mà nó tạm. Người đàn ông mạnh mẽ đó, họ có chú ý vô á, là cái lâu dài. Lâu dài, là cái sự kiện. Đúng rồi, như cái người đàn ông mình muốn tập đã cho nó nở thịt ra hay là gì đó không? Là mình tập đó, nó đau đớn không? Cởi mẻ đó. Mình không thích không? Cởi mẻ đó. Cái mục tiêu mình là mình gì? Mình muốn tăng cái bắp thịt trong cơ thể mình phải không? Thân thể mình đó, là mình đi làm mấy cái việc đó. Phải không? Anh đã đứt tim hết 3 lần rồi. Phải không? Anh đứt tim nghèo mạt, sống nghèo mạt quá đó, xong các cái sống căng thẳng quá đó, anh đứt tim hết 3 lần. Anh liền giờ bác sĩ mà mổ tim nó nhét hết 8 cái mà stent vô trong cái lò xo vô trong cái tim của anh để nó mở rộng cái đường máu ra. Ok? Rồi xong rồi đó, bây giờ đó anh biết rằng đó là anh phải đi tập thể thao. Hàng tuần đó anh phải tập đó, ít nhất là 3 lần. Yeah. Cùng lắm đó, bận rộn quá đó bông, cũng ít nhất 2 lần. Yeah. Không? Là ít nhất anh tập đó, anh muốn tập đó là 3 lần. Anh không thích đi. Anh nhận đi tập không? Anh nhận đi tập. Phải đi tập. Ừ. Bữa đó anh lên chắc mặt quá đi. Anh nhận đi tập không? Nhận đi tập. Phải đi tập. Ừ. Anh bữa đó anh không vui đi, anh buồn đi. Anh nhận đi tập không? Anh nhận đi tập. Bữa tập bình thường. Mà anh tụi em nghĩ ra là anh mà nói anh là người đàn ông mạnh mẽ đi, xong cái hay buồn chút xíu cái làm không được. Chuyện vô lý không? Cái đó là vô lý, cái đó không phải người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng như em nghĩ ra là chủ tịch mà bí thư nước mình đó, ông như ông Trọng đi, hay là ông Chính đi, ông mà thủ tướng nước mình đi, em nghĩ ra là bữa nay tôi buồn quá, tôi quyết định là mà mấy cái chuyện mà để xây dựng mà sân bay Long Thành không được đi. Mình chờ tới ngày sau đi, bữa nay không có vui vẻ quá. Ê, nghĩ cái chuyện nó vô lý không? Ê, nghĩ coi hồi đó mình có mà đại tướng Giáp đi, cũng mà ổng còn sống đó không? Từ Mỹ nó đang chiếm đất bên Việt Nam mình đó, cũng mà nó đang chiếm đất, nó bỏ bom, nó bỏ mìn tùm lum đi chân đó. Xong cái mà đại tướng Giáp đi, xong rồi nghĩ rằng hết là ô, mình bữa nay ngầu quá. Xin nghỉ một đặt hôn. Đúng, bữa nay ngầu quá, bữa nay buồn quá, không biết đánh sao. Ê, ngày mai mình quyết định sao đi. Ê, em nghĩ chuyện nó vô lý không? Dạ, cái đó là rất là vô lý. Ừ, như em nghĩ cái như hồi đó ông tướng gì đó, ông mà Trần Hưng Đào hay là gì đó, ok? Trần Hưng. Ừ. Em nghĩ cái tướng của tụi Mông Cổ nó đánh vô đó, ông nói bữa nay không có hạnh phúc. Bữa nay mày vợ mình nói mấy lời nói đó hơi buồn quá. Để mình ngày sau mình ê, tụi mày có qua bển hẹn với tụi Mông Cổ qua bên sông đỏ ngày mai, xong rồi mình hẹn với mà tụi Mông Cổ đó mình đánh, tình sao mình đánh lộn được. Em nghĩ cái chuyện vô lý không? Dạ. Bởi vì á là tụi em á đừng, tụi em á muốn làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Chứ đừng có để á cái gì mà liên hệ tới cái cảm xúc mình, hay là cái gì á mà nó liên hệ tới cái vấn đề mà nó chỉ tạm thôi. Ok? Mình chú ý vô cái vấn đề mà nó lâu dài. Dạ. Còn cái chuyện á, em nói gì đi, thằng cái anh cười ha ha ha, nó vui vẻ đi. Rồi xong cái anh nói gì câu nói nữa đi. Xong cái anh bùng nổ, well, man. Nghe là khó khăn quá ha. Đúng không? Rồi xong cái anh nói chuyện như má, xong bả than, xong cái anh đau khổ đi. Rồi xong anh xây qua thằng con của anh, nó nói gì nó tiếu cái anh cười ha ha ha. Không lẽ mỗi lần đó, cái cảm xúc nó thay đổi gì đó. Anh tạo cuộc đời của anh tạo kinh doanh của anh tạo ra cái hệ thống để cho mà anh có sự thành công đi. Ok? Không lẽ anh dựa vào á mấy cái chuyện á mà nó lên xuống cảm xúc của nó lên xuống gì hoài sao? Dạ, như vậy thì không phải là người đàn ông mạnh mẽ. Cái đó thì 100% không phải là người đàn ông mạnh mẽ rồi đó. Không làm được một cái gì lớn cả. Không làm cái gì lớn lao cả. Nhưng cố mà anh nói với mà bà con anh em hay là người bạn bè hay là người nào anh thấy đúng không, mà cái cảm xúc của họ vừa người ta vừa nói cái lời nói cái xong họ bị cảm xúc liền đúng không, họ bị nhạy cảm liền đúng không, nhạy cảm liền. Dạ. Đúng không? Là họ, em đọc cái tướng của họ, cái khuôn mặt của họ đúng không ạ? Đúng không? Dạ. Nó bị nhạy cảm liền đúng không? Là mình biết là thằng này mẹ nhỏ này nó làm chuyện lớn được.
Thế không nhất là mấy, mấy mấy người mà bốn mấy năm mấy tuổi sáu mấy tuổi rồi không, mà mình vừa nói lời nói nó bị nhạy cảm liền đó không? Em nghĩ coi. Ờ có không không? Anh với thằng Leon á, ok, cái lý do mà anh với nó chơi nhau đó lâu dài vậy đó bông, là lúc mà anh với nó còn trẻ đó bông, tụi anh gặp nhau đó, anh để ý rằng là anh nói gì nói đó bông, nó không bị nhạy cảm gì. Dạ. Ok, anh nhiều khi anh thử thách cho nó bông, anh gán cãi với nó, anh rất là làm cho nó khó khăn cho nó bông, rồi xong cái nó không, nó anh thử coi anh là nó phản ứng sao đó, thấy không? Anh xem thử nó phản ứng sao. Mà em biết sao, biết gì không? Bình thường. Ờ. Anh hỏi mấy câu hỏi tào lao nhiều đi, anh cố gắng anh hỏi mấy cái chuyện tào lao đi, nó cũng trả lời bình thường. Nó không có để cái lời nói gì của anh nói không, mà anh không cảm xúc của nó vậy. Như Lý Tự Lòng nói là hay như nước vậy, không làm tĩnh lặng như nước. Ờ đúng rồi. Mà nước thì là có một cái sức công phá rất là lớn, nếu như mà nó giận dữ thì như vậy. Nói chung là cái câu của Lý Tự Lòng hay là be worth. Yeah, thì làm cái Lý Tự Lòng nó nói là mình làm giống như nước đó bông, bắt chước theo nước đó bông, là tại vì là ý nó nói bông là cái môi trường nào mình vô đó bông, mình phải đi theo, mình bỏ nước vô con ly thì nó theo cái hình ảnh của con ly, còn mình bỏ vô cái chén thì nó ảnh theo cái ảnh hưởng của cái chén, cái hình ảnh của cái chén, đúng không? Thì cái của mình nó nói dù mình đi theo nước là gì đó, ok? Thì đó là anh chỉ làm cái video để anh chia sẻ bông, mà gần đây anh thấy nhiều người ta hỏi anh vụ mà làm người đàn ông mạnh mẽ đó bông, chứ là cũng mà mình làm cái hội nghị đó, anh không ngờ là nhiều câu hỏi mà tụi em hỏi anh trong cái hội nghị đó bông, nó liên hệ với làm người đàn ông mạnh mẽ chứ. Nhiều á, giống như hỏi mấy câu hỏi ví dụ mà cái hội nghị mà đầu tư tiền mã hóa, anh có nhiều cái anh không ngờ, phải không? Như anh phát thanh trên cái video đúng không, trên đài của anh thì anh phát thanh ra thôi đúng không, thì anh chỉ thấy được là bà con ta coi cái view bao nhiêu trong cái video thôi, chứ mà anh không có thiệt tình á hiểu rõ ràng á là bà con thắc mắc cái gì. Thì cũng mà trong cái hội nghị mà đầu tư mà tiền mã hóa đó mà anh làm ở Sài Gòn mà năm ngoái đúng không, thì anh để ý rằng là nhiều câu hỏi đó bề ngoài đó nó giống như nó liên hệ tới vấn đề mà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa, hay là vụ vấn đề làm tiền, hay là vấn đề vụ làm kinh doanh đồ, mà cái thực tế đó nó không phải, nó thực tình đó, nó liên hệ tới cái vấn đề đó là mình làm người đàn ông mạnh mẽ làm sao. Dạ. Ok, có thể trong tương lai cũng anh rảnh có gì đó mình mà anh thấy sao, như anh làm cái hội nghị để anh chia sẻ cái kinh nghiệm mà làm người đàn ông mạnh mẽ đó, thấy sao? Em thấy là thật sự cần thiết luôn bản. Dạ. Thân em đi, bản thân từ cái lúc mà em hiểu về cái văn hóa người đàn ông mạnh mẽ, và em lúc nào cũng gọi là cái câu thần chú lúc nào mình cũng đặt trong đầu ấy, thì cái cuộc sống của em nó thay đổi theo cái hướng tích cực rất là nhiều. Cảm giác mọi thứ nó đi theo cái hướng tích cực rất là nhiều. Thế em tập luyện á làm người đàn ông mạnh mẽ đó không, chứ sao em muốn làm đại gia thì anh say tại sao vậy? Tại vì cái đó là một cái bậc mà cái trong sách Phật nó nói là gì đó, cái nhân quả phải không, nhân là cái nguồn gốc phải không, mà nó tạo ra cái quả này, cái kết quả này phải không, đúng không? Thì đó là em nghĩ coi là người đàn ông mạnh mẽ đó không, mà em không có chúc phúc thằng khác đi thì nó có thích em hơn không? Chắc chắn là thích hơn. Okay, em không có mà chờ cái sự chấp nhận của người khác để em làm đó, thì thằng khác nó thấy gì nó thích em hơn không, nó nể em hơn không? Ok, đó, em ra ngoài đời đó, em tập luyện đó, ăn nói rõ ràng. Em tập luyện đó, ăn nói rõ ràng đó, thì thằng khác nó thấy em đó, nó tin tưởng em nhiều hơn không? Chắc chắn là có, okay. Em nói rõ ràng. Rồi xong mình nói đúng. Nó nhìn cái tướng em á, nó thấy em tập thể thao, nó thấy em đi tập gym, nó thấy em mạnh dạn, phải không? Thì á, nó thấy em ra ngoài đường, phải không? Mà xong em biết ăn nói, em có bạn bè, em có sự đồng minh. Thì á, là em nghĩ coi cái thằng khác nó gặp em gì đó, nó có muốn kết bạn với em, nó muốn đồng minh với em, nó muốn là đối tác với em, nó muốn chơi với em không? Có. Hay là nó muốn, nó thấy cái này, ô mẹ, thằng này á, mẹ nó nói, ăn nói rõ ràng, nó có uy tín, nó ăn nói, nó chơi được á không? Mà xong cái mình được kiếm thằng khác chơi xấu với mình đó, mà xong cái mình làm bạn với nó. Anh thấy sao?
đúng là cái mà nó là cái nhân quả, có nghĩa là trước sau nó cũng sẽ ở. Đúng rồi, trước sau tại vì là thằng đó làm bạn chung với em á, nó nói ê mày, tao đang làm bất động sản bên đây á, ê mày có 100 triệu mày thảy vô mà mua miếng đất này, tao đang mẹ ông chú tao, ông bác tao, ông sắp sửa xây cái đường cái cầu ngang đây á, xong rồi giá nó sẽ tăng lên á. Ê mày, tụi tao đang đầu tư vô cái thằng Bitcoin này, bọn mày nên đó đầu tư vô, mua một hai thằng, mua một hai cái thằng Bitcoin này đi. Thì cái cũng mà người ta thích mình á, ta chơi với mình á, ta muốn đồng minh với mình, ta muốn đối tác với mình. Cái người đàn ông mạnh mẽ đó lúc nào nó cũng muốn mang mạng của nó, xung quanh thằng nào cũng giàu chứ, thằng nào cũng làm ăn khá, thằng nào cũng có con gái đẹp hết trơn á. Cái này gọi là cái network đó, đúng rồi. Thì cái đó là cái bộ phận, cái gia vị của người đàn ông mạnh mẽ. Không, không phải là gia vị mà đó là cái nhân quả, đúng không? Em làm hết trơn mấy cái vấn đề này mà anh nói làm cái luật người đàn ông mạnh mẽ đó em tập luyện, chứ không phải là em chỉ suy nghĩ ơi đó, mình hiểu rồi đó, bây giờ mình thành người đàn ông mạnh mẽ. Nó không phải vậy. Dạ, phải thực hành rất là nhiều. Mình ra mình đứng mình nói chuyện với người ta, sao mình kiểm soát cái mình nói cái lời nói đó, hay là bà con mình nói cái lời nói đó nó ảnh hưởng cảm xúc mình sao? Thì lúc đó đó nó mình tập luyện gì, mình tập luyện gì. Cũng mình 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi. Thì mình tập luyện hết mấy năm rồi, xin cũng mà mình 21, 25 tuổi đó bông. Lúc đó là mình đã thành người đàn ông mạnh mẽ rồi. Dạ. Lúc đó mình không muốn thành người đàn ông mạnh mẽ thì nó cũng phải thành người đàn ông mạnh mẽ. Rồi nó cũng khó nữa. Mình tập luyện liên tục. Thấy không? Anh nhớ có thằng đó. Anh gặp nó hồi cũng thằng Mỹ. Anh chỉ nói là thằng nó ở bên nước Mỹ đó không? Nó người Mỹ, dân nó người Mỹ, bọn nó nói tiếng Mỹ, nó nói tiếng Tây Ban Nha đó. Thấy không? Ở bên Mỹ thì nó không có nói rằng là người ta nói tiếng Tây Ban Nha, nó nói là nó nói tiếng Mỹ. Tại cái nước Mỹ đó, nước Mexico đó, nó đụng cái biên giới của mà kế mà nước Mỹ đó không? Bởi vì là người Việt Nam qua bển đó, họ không biết là cái người này là đang nói tiếng Tây Ban Nha. Thì họ chỉ người biết là người Mỹ. Thì cái tiếng nói họ đang nói thì mình kêu bằng tiếng Mỹ chứ tiếng gì nữa giờ. Mà cái thực tế đó bọn là cái tiếng nói của người Mỹ là tiếng Tây Ban Nha, okay. Thì á, cái thằng Mỹ này nó quýnh đồ giặc. Thì anh chỉ nói là thằng quýnh đồ giặc đi, thằng Mỹ quýnh đồ giặc á, okay. Anh nhớ anh mới gặp nó, anh vô tù hồi 18 tuổi, nó cũng vô tù hồi 18 tuổi. Hai thằng đó vô tù khác cái tù nhau. Xong sau này đó, cũng mà hình như 20-21 tuổi đó. Xong anh với nó lại gặp nhau, cùng đi lại cùng cái tù nhau. Thì anh với nó gặp nhau không? Thì á, anh cũng nói lạ ha, thằng này mới có hai mấy tuổi mà xong mà cách nó ăn nói bông, nhiều người thích nó, xong mình cũng thích nó nữa, mình muốn nhưng mà không biết nó là ai mà mình cũng muốn kết bạn với nó, thấy không? Thì á là tại sao vậy? Tại vì á là nó có người đàn ông khác mạnh mẽ trong gia đình của nó, dạy nó bông từ nhỏ đó bông, là y mày phải ăn nói kiểu này, mày phải giao thiệp kiểu này, mày phải chào hỏi kiểu này nhiều đó bông. Thì cũng nó ra đời nó biết trước người ta rồi bông, bởi mình nhìn vô đó mình thấy rằng mình tưởng là nó có mà có khiếu hay là gì, nó không có khiếu gì chứ, nó chỉ tập luyện sống của mình thôi. Dạ. Không, như là cũng mà anh lớn lên nữa, anh cỡ 30, anh nói cỡ chắc cỡ 30 đi, là anh vô tù hồi năm 93 tới năm 2000 đi, là hết bao nhiêu 7-8 năm phải không? Thì tới cái năm 2000 đó. Thì anh, cái năm đó năm rất là đặc biệt cho anh. Tại cái năm đó là cái năm đó mà anh, trong lịch sử của bản thân của anh đó, anh sẽ nói rằng đó là anh sẽ thành, anh biến đổi thành người đàn ông mình. Là cái hướng đi mà con nít đó không? Cái hướng đi con nít đó là anh rút cuộc đó, là anh tới cái giai đoạn trong cuộc đời của anh đó là ok, nó chia ra, cái đường trước mặt của anh đó nó chia ra, anh muốn tiếp tục đi cái hướng đi con nít, hay là anh đi cái hướng đi người đàn ông mạnh mẽ bên này. Hiểu mà anh quyết định rồi đó không? Là anh không đi ngược lại được nữa. Nó giống như con bướm bướm đó bông, của mình nó còn sâu á. Dạ. Của mình nó biến thành con bướm bướm rồi đó bông, nó không có đi ngược lại thành cái mà con mà con sâu nữa. Em nói sao? Thì đúng rồi, nó không thành con sâu nữa. Ok, của mình em quyết định đó là mình sẽ thành người đàn ông mạnh mẽ đó bông. Mình sẽ biến thành người đàn ông mạnh mẽ đó. Mình sẽ thay đổi cái hành động mình đó. Mình làm gì làm, mình không còn con nít nữa. Yeah. Nó không còn sống đó, theo đó là cái tư duy thiếu thốn, mà nó không có sống nghèo mạt nữa, nó không có sống đó, là mà trong cái mẹ thằng kia nó có 5-6 nhỏ bồi đó, xong rồi mình không có một đứa nữa. Ok, mình không có sống theo kiểu đó được. Ok. Yeah. I'm recording this. Ok, so mình không có sống theo kiểu đó nữa. Cũng em quyết định đó rồi đó không? Là mình chỉ đi xuống cái hướng đi ra ngoài. Yeah.
thôi. Còn nói em nói là không, nên mình muốn làm như anh Tài nói với bông, mà mình làm người đàn ông mạnh mẽ, mình không có mà xin phép thằng nào hết trơn, bông mà không chính phòng này mà ngay cái bữa này đó bông, ngay đây có nhỏ gái đẹp, ngay đây mình sẽ tạm ngưng lại làm người đàn ông mạnh mẽ, mình làm đứa nít đó bông, xong mình đi xin phép nhỏ này, hay là mình đi xin phép nó đi cặp bồ với mình, hay là đi chơi với mình, hay là đi uống cà phê với mình đó bông. Để mình rút cái điện thoại iPhone này ra để mình chinh phục nó trước mặt đó không, hay là mình mà đang ngồi quán cà phê để mình mở rút cái máy tính mà Apple, cái máy tính MacBook của mình ra để mình khoe mình có mà điện thoại iPhone, có MacBook đổ không, mình làm gì không được, mình quyết định đó không. Có mà anh quyết định ngồi đó trong tù đó, trong năm 2000 đó, anh quyết định đó không, là cuộc sống của anh đó làm đứa nít đó không, anh không có tạo ra cuộc sống anh muốn nữa. Anh không thích sống cuộc sống đứng đứng này nữa, anh sẽ thành đó, biến thành đó, người đàn ông mạnh mẽ. Anh phải nói lời nói gì, anh phải suy nghĩ làm sao, anh phải nói lời nói gì nè, anh phải suy nghĩ làm sao, anh phải thay đổi tư duy anh làm sao. Ok, anh sẽ nói lời nói gì, sao anh làm cái hành động gì để biến thành đó, người đàn ông mạnh mẽ được. Thì đó, là cũng mà anh sẽ chú ý vô anh học xong đi ra tập luyện nè. Thì em nghĩ là cái dự tính của anh Tài mà chia sẻ về cái nội dung mà người đàn ông mạnh mẽ thì rất là cần thiết luôn, nhất là ở cái văn em mình và gặp người trẻ đấy, trên các quách các chị em nghĩ là tầm này bây giờ mạng xã hội nó tràn ngập những cái nội dung mà nó truyền bá những cái văn hóa về không phải là người đàn ông mạnh mẽ, toàn là truyền bá những văn hóa người đàn ông ốm yếu yếu đuối. Nó rất có hại cho những cái đứa trẻ mà đang ở trên đà mà nó lớn lên. Anh không có mà anh có ăn cháo à, anh có ăn cháo không, tối ngày nằm võng mẹ ngủ tối ngày không, mà xong rồi mà anh kêu nó ra đi làm này làm nọ bông, xong rồi gia đình của anh đó bông, bên má của anh đó thì cản trở bông, nói nó ốm yếu này nọ đó bông, phải không mẹ, nói bông người nó không ra đời làm sao nó học để làm thành người đàn ông mạnh mẽ được, mình giữ nó nhà tối ngày đó làm sao nó thành mạnh dạn được, làm sao nó hiểu biết, nó có trải nghiệm được, thấy không, mình làm gì mình nhốt ở trong nhà vậy không cách nào nó làm người đàn ông mạnh mẽ được chứ, nó phải ra đường, nó phải đụng chạm với người ta, nó phải là học hỏi từ lúc nó còn trẻ. Ok. Ok. Cái đó rất là cần luôn. Em biết không? Trong mộng của anh á, anh có mục tiêu đó để cho anh giúp cho tụi trẻ như tụi em đó không? Để thành người đàn ông mạnh mẽ. Anh muốn rằng á, tại sao vậy? Tại cúp anh ra, anh đi qua nước này nước nọ, anh qua chỗ này chỗ nọ đó không? Cúp anh gặp mấy thằng Tây rồi đó. Anh ghét nhất đó không? Tại vì biết không? Là anh ghét những cái là lúc nào nó cũng coi thường mình ấy. Đúng rồi, nó coi thường người phương Đông mình. Nó không dám bao giờ nó coi thường anh trước mặt nó. Mà cái dân tộc người Việt Nam mình thì nó coi thường. Thôi, lúc nào anh ra ngoài đường nữa không? Cũng mà anh ra ngoài đường đó, anh gặp người này người nọ đó không? Cũng mà anh đi vô ngân hàng, anh vô văn phòng luật sư, anh vô chỗ này chỗ nọ, anh vô mấy cái quỹ đầu tư, anh vô nói chuyện với người ta làm ăn đó không? Lúc nào nó cũng nói 100% á, mấy thằng nó gặp anh đó nói mà không biết anh là người Việt Nam đó không, cũng có nó hỏi anh đó ở đâu đó không, anh nói rằng là anh làm mà anh ở mà Đà Nẵng, anh đang xây nhà Đà Nẵng đúng không, anh ở Việt Nam thì em biết không, em biết cái câu trả lời của nó, nói một 10 thằng á, 10 người đó, hết 10 người họ nói cái câu nói nè, em biết là họ nói gì không? Không tin anh là người Việt Nam. Họ nói rằng á, ủa lạ, không ngờ anh là người Việt Nam. Và ý nó nói như sao? Ý nó nói là ở nước mình, ở người Việt Nam mình, hoặc là nó rộng ra đi là người phương Đông mình thì không có cái người nào mạnh mẽ. Đúng rồi, nó không thấy người Việt Nam nó mạnh mẽ như anh, mà không có nói thấy là người Việt Nam nó bông, mà ra ngoài đời đó mà vô ăn nói với mấy thằng đó mà có tiền đó mà ăn nói kiểu đó mạnh dạn gì được, có cái sự tự tin gì được, có cái sự hiểu biết gì được. Xong rồi em thấy kể cả là bọn Tây nó qua bên nước mình, nó đi du lịch luôn, mà mình ở nước mình, nhưng mà mình vẫn có một cái văn hóa là mình cứ nói chuyện với nó là mình cứ sợ sệt nó kiểu như vậy. Mà ở dưới Cà Mau qua nó không dám lên Sài Gòn nữa, ở dưới Cà Mau mình á mà không dám, ở dưới tỉnh Cà Mau qua nó, dưới sông đốc qua nó, bọn ở Việt Nam nó không dám lên á du lịch ở trên Hà Nội hay trên Hải Phòng nữa. Dạ. Ok. Như mà còn ở tôi Mỹ á, mẹ tuốt bên trái đất bên kia là không? Trái đất nó gì phải không? Mình ở bên đây không? Nó từ trái đất bên kia đó, nó đi nó bay qua 24 tiếng đồng hồ vô trong nước của mình, nó đi tỉnh bơ. Đúng rồi. Thì cái văn hóa này nó cần xây dựng theo cái đó đó không? Cái đó đó.
nó làm anh đó, trong lòng anh đó, anh nói rằng đó là mình đừng có để cái lời nói, cái hành động ở bề ngoài đó nó ảnh hưởng cái bên trong của mình. Chúng mình đó nhiều cái đó không, anh bỏ qua được, anh không để ý được. Mà một cái vấn đề đó không, cũng mà nó nói rằng là nguyên cái nước Việt Nam mình đó không, cũng mà mỗi lần anh vô ngân hàng ở bên Singapore hay là bên ngân hàng bên Dubai hay là bên nước khác đó không, mà nó nói rằng không ngờ anh là người Việt Nam đó không, không ngờ anh là người Việt Nam đó. Đó, dù gì nó cũng chạm tới cảm xúc của mình đúng không anh? Đúng rồi, nó cũng mà anh nói là không có buồn, không có vui vẻ, không có gì chứ nó bông, mà nó cũng làm hơi khó chịu đó bông, là tại sao á bông. Nhưng cũng mà anh đi mấy cái hội nghị mà tiền mã quá đó, anh đi mấy cái hội nghị tiền mã quá đó bông, thì nó có thằng Mỹ trắng, chị nó có thằng châu Âu, chị nó có thằng Úc, chị nó có thằng Canada, chị nó bông, xong rồi á là mấy thằng đó nó ra đó bông, rồi xong mấy thằng Trung Quốc rồi nó lên chảnh, nó mấy thằng Nhật Bản, mấy thằng Hàn Quốc rồi nó lên chảnh á, nó ăn nói tính bơ à, nó hỏi nhau, nó thử thách nhau. Còn á, cũng mà nó gặp mình á, gặp Việt Nam mình á, nó không phục gì chứ. Mình nói mình làm dự án với Việt Nam đi, nó bỏ qua mình. Tại nó biết là mình không phải là thứ thiệt. Không, mà cũng mà anh lại nói chuyện với nó đó không? Cũng mà anh nói nó, xong anh thử thách nó, ví dụ mà đầu tư trong tiền mã quá, cũng mà anh nghe nó nói gì tào lao đó không? Xong lại anh hỏi rõ, làm rõ đó không? Hay là anh thử thách nó trên sân khấu là gì đó không? Là lúc đó đó không? Cứ vừa xong nói chuyện xong rồi nó xuống sân khấu không, lúc nào á nghe nó lại nó hỏi anh nữa không, ơi mẹ ở đâu vậy, có gì mình liên lạc nhau mà kết nối nhau mà trao đổi nhau sao á không, thì cũng mà nói anh ở Việt Nam hay là gì không, lúc nào nó nói ô ủa Việt Nam hả, tôi không ngờ mày người Việt Nam. Dạ thì đó cũng là cái lý do mà ở đầu video em bảo là thực sự cái văn hóa nó chưa có một cái rõ ràng mà ai truyền đạt một cách rõ ràng cho mọi người cùng hiểu. Còn á như em nói gì nói không, như em nói với thằng Trung Quốc có không, kỹ sư Trung Quốc thì tỉnh bơ, như thằng Mỹ nói gì nói đi, đúng không, Trung Quốc nó không có quan tâm. Dạ tại sao vậy, thằng Nhật Bản nó không quan tâm, thấy không. Có bà anh ra anh đi xuống Sài Gòn đó, anh đi ở quận 1 đúng không, có bà gặp mấy thằng Nhật Bản với mấy thằng mà bên mà Trung Quốc đó, với bên mà Hàn Quốc đồ đó không, thì á anh cái cách mà nó ăn nói nó bông cũng nào đó anh coi nó cũng xem coi thường người Việt Nam mình hết vậy. Dạ. Ok, lúc nào nó cũng coi rằng là nó hơn á người Việt Nam mình hết vậy. Dạ. Mà cứ mà anh nói chuyện nó đòi đó bông, cứ anh nói chuyện như đó đi, thì dĩ nhiên á mấy người Nhật với mấy người Hàn Quốc đồ đó bông thì anh phải nói tiếng Mỹ chứ anh nói tiếng Việt Nam sao nó hiểu được, đúng không? Thì cứ mà nói tiếng Mỹ với nó, lúc nào nó cũng hỏi anh á là anh ở đâu vậy, anh nói anh ở trên Đà Nẵng á. Rồi, thì nó hỏi anh đó là có mà nói là anh ở Đà Nẵng, anh người Việt Nam đó không? Thì lúc nào nó cũng thấy bất ngờ chứ. Dạ. Em nghĩ chắc một phần lý do, em đoán đó, một phần lý do là do chính người đàn ông Việt Nam mình khi mà nói chuyện với tụi nó là tỏ ra cái sự là mình yếu hơn tụi nó. Em đoán như vậy thôi, còn thực ra là em chưa đi nhiều nhân tài nên em không biết. Không. Như anh ra ngoài đường đó là anh không bao giờ đó là anh để cho thằng khác cái không, như thằng Trung Quốc hay là thằng Mỹ hay thằng nào hết trơn á, mà anh bỏ nó trên bàn thờ hết trơn á, anh chỉ nghĩ rằng đó là nó làm được xong mình chưa làm được thôi, mình muốn làm được thì mình phải học như nó, đúng rồi, nó đi tới trước mình thôi, mình đi sau thôi, đúng rồi, không giờ coi nó đi trước kệ nó chứ. Dạ. Nó đi trước xong mình phải quỳ lại nó sao, đúng rồi ạ, đơn giản là nó đi trước mà mình đi sau. Đâu phải là nó đi trước là chứng minh là nó hay nhất đâu. Trung bình á là có một phần á là nó đi trước cái bông là nó hay hơn. Còn á một phần cái bông nó đi trước là chết hết. Như thằng Friendster đó, thằng mạng xã hội thằng Friendster đó đi trước đó. Có ai biết vụ nó không? Tại bây giờ có ai biết nghe vụ mà Friendster, tụi em không biết là Friendster là gì nữa. Em không biết luôn á. Còn thằng MySpace đó, hồi đó bà con ai cũng xài MySpace chứ bây giờ chết luôn. À dạ. Yahoo cũng chết. Đúng rồi, Yahoo hồi đó là nó số 1, nó cũng là giờ cũng chết luôn, đúng không? Mà xong bây giờ nó ra cái thằng mà chat GPT đó bông, mẹ cái thằng Google bây giờ nó rất là hồi hộp rồi đó, nó tưởng là nó vua đó bông, là mình đánh vô cái gì đó, nó đưa ra thông tin để mình đang tìm kiếm đó bông, bây giờ mình đưa ra bông, mẹ không phải mình hỏi thằng chat GPT không, mà mình đưa ra cái AI của nó bông, đưa ra hết cho nguyên cái bài cho mình luôn, thấy không?
là tụi nó phải rút vào quân trả lại, mà mấy thằng nó nghỉ hưu, mấy mà ship lớn mà nó đi nghỉ ở Google đó không, giờ nó phải rút quân nó đem lại trả lại để nghiên cứu làm sao để mà chống đối với mấy thằng mà để mà tranh đua với thằng mà chat mà GPT đó. Yeah. Không có nghĩa là khi mà quay lại cái vấn đề người Đông Nam Á, nghĩa là khi mà mình nói chuyện với tụi miền Tây thì mình nói chuyện như là một người Việt Nam bình thường đấy, không quan trọng. Anh ra là anh nói chuyện á, mình phải ra ngoài đời đó, mình nói chuyện á, không là bình thường, mình không đối xử thằng khác nó cao hơn mình, thằng khác nó thấp hơn mình, đúng không? Mình chỉ để ý rằng anh đo lường là thằng đó làm được hay là không hả? Yeah. Không như anh không có so sánh đó là ô anh giàu hơn em hay là anh làm giỏi hơn em hay là mấy học sinh khác. Anh chỉ đi trước đó, anh có cơ hội anh học trên đường phố qua, đúng không? Thì đó là anh biết cái đầu tư đó, anh đầu tư giỏi hơn em á, thì đó là anh đi trước em á, anh 52 tuổi, em mới có 32, 33 tuổi, phải không? Anh biết rằng á là giờ bây giờ đó em 32, 33 tuổi mà em học được anh đó, phải không? Là anh biết là chắc chắn á, mẹ thằng Nam này, thằng Khôi, thằng Trình, thằng Khánh đồ hết trơn, mấy đứa này thằng Thương rồi, đúng không? Là tới lúc mà tụi nó 50 tuổi nó sẽ vượt qua anh rất là dễ. Dạ, yeah. Đó cũng là một cái gọi là cái tư duy không? Tư duy đầy đủ, tư duy dư dả. Đúng rồi. Còn đó là mà anh mà nghĩ rằng đó là mẹ không cách nào á là em mà vượt qua anh được hết trơn á, cái chuyện chuyện tào lao, cái chuyện nó vô lý, anh mà nghĩ như đó em không nên học anh. Nhớ anh tài nghĩ không đáng sợ, mà chính bản thân tụi em mà nghĩ như vậy thì nó lại nguy hiểm hơn. Chính bản thân tụi em mà nghĩ rằng tụi em không thể làm được, và anh tài cái tư duy như vậy lại đúng rồi. Tại vì anh mà tin rằng đó là em không có vượt qua anh được, đúng không, là cái đó là chứng minh đó là anh không làm được. Tại vì anh 50 mấy tuổi anh mới nghiên cứu á, làm được á, anh 44 tuổi anh mới làm được $1,000,000 đầu tiên trong cuộc đời của anh. Dạ. Anh tốn hết 44 năm trên trái đất này xong để nghiên cứu á, làm được á, $1,000,000. Còn mấy đứa học sinh khác á, của anh á, đã mới có 20 mấy tuổi làm được $1,000,000 rồi, 30 mấy tuổi, 25 tuổi làm được, 28 tuổi làm được, 32 tuổi làm được, 33 tuổi làm được. Thì lý do gì tới của mình nó 52 tuổi hay 44 tuổi hay 52 tuổi nhanh liền bây giờ gì đó nó không vượt qua anh. Lý do gì? Không có một lý do gì cả. Lý do tự mình giới hạn cho... Lý do gì? Cái chuyện vô lý. Yeah. Chuyện vô lý. Anh 44 tuổi mới làm được $1,000,000. Ok, cố anh mới bắt đầu tư đúng không? Anh chỉ cho vô đó chỉ có $1,600. Yeah. Ok. Là cốt mà anh mới đi vô thị trường nó có $1,600. Còn bây giờ đó, mấy đứa học sinh của anh đó mà nó làm triệu phú bên Việt Nam mà nó có $1,000,000 liền bây giờ đi. Anh biết cái vài đứa nó có hơn một triệu đô la đó, không phải là $1,000,000 mà trong mà nhà hay là đất hay là xe hay là gì, cái là $1,000,000 cầm trong tay đó, tiền mặt á, cash. Đúng rồi, cash á, mình cầm Bitcoin đó hay là cầm Việt Nam đồng hay là cầm đô la hay là cầm euro đó, cho anh nói cái đó giống như cash à, giống như tiền mặt thôi à. Ok, thì mấy đứa nó cầm được thì lý do gì đó mà em 26 tuổi mà em cầm $1,000,000 trong tay em, mà tới cũng mà em 25 năm sau tới 50 tuổi em không vượt qua anh được. Lý do gì? Em còn khỏe hơn nữa, em còn khỏe hơn nữa, em còn... Lý do gì đó mà em đã học anh, xong rồi đó, 25 tuổi em mà làm được $1,000,000 đi. Dạ. Lý do gì đó, em có vốn $1,000,000 mà em đã học anh, sau anh làm cái mấy cái phương pháp anh chỉ dạy, sau anh làm được $1,000,000. Và xong rồi tới lúc mà em 50 tuổi, không lẽ lúc mà em nghĩ làm sao? Mẹ hồi đó anh Tài anh dạy mình nữa, mình làm theo anh nói xong cái mình làm được $1,000,000. Bây giờ mẹ... cái đó dễ quá, mình phải kiếm chuyện khó khăn để mình làm cho nó mất tiền hết mới được. Cái đó thì dành cho những ai mà cái tư duy của họ chưa lên thôi. Còn học anh Tài chắc chắn là cái tư duy nó lên cùng với cái số tiền. Cái đó nó... Ok. Bởi chuyện vô lý. Thấy không? Đúng ạ. Cái người đàn ông mạnh mẽ đó không? Họ không có quan tâm đó, là em vượt qua. Cũng mà em vượt qua đó không? Anh đó không? Anh sẽ rất là mừng cho em. Anh sẽ rất là mừng cho em. Anh em mình đó sẽ ra ăn mừng. Không, yeah. Oh. Anh 44 tuổi anh mới làm được $1,000,000, em mà 43 tuổi em làm được $1,000,000 đi, anh em mình ra ăn mừng. $1,000,000 chứ anh ạ. Ok, em mà 32, 33 tuổi đi mà em làm được đó không, anh em mình đó, anh sẽ bay lên Hà Nội gặp em, anh sẽ đãi em luôn. Ok, yeah. Để mình ăn mừng. Người đàn ông mình mẹ không, mà làm việc kiểu đó đó, chơi kiểu đó đó, trong cái mẹ dù thiếu thốn mà ghen thị mẹ hấp, mẹ tao giấu thằng Nam mới được để nó khỏi mà mẹ nó làm triệu phú mẹ mình không có ăn sao. Chuyện chuyện vô lý đó là nít nó mới suy nghĩ gì, người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ suy nghĩ gì hết trơn á. Đó là cái tư duy thiếu thốn. Ok, yeah. Ok,
Ok, thì anh chia sẻ cái video để cho em sẵn dịp là cũng mà em nói ví dụ mà cái văn hóa Việt Nam mình không có mà nhiều người dạy mà làm người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà mình nói ví dụ mà dám nói mà dám làm đó không? Thì là anh thấu video để cho mấy đứa em khác mà nó không có cơ hội đến nói chuyện anh nói chuyện với anh đó không? Thì nó sẵn lòng hỏi luôn. Ok. Em cảm ơn bạn. Ok, để có gì em tắt cái này.